đằng kia bảo mới phá được. Sau đó phải bồi thường cho nó. Vâng, phức tạp cực kỳ luôn. Đối với những người đã xây lên rồi, vậy nên cứ bọn lớn đất nó cứ xây dần thì xây dần. Nay chuồng đợt này đến là nó có mẹ của nó. Khi nó xây trên nhà, lâu rồi, hành đất của nó cậu. Nó là vậy chứ, nó là nó gọi là tài sản cố định. Kinh lắm. Tài sản cố định trên đất. Vâng. Đúng rồi. Còn pha nữa phải có chứ. Còn nếu như ông ví dụ như ông lấy thì cái đấy là phải là khu của nhà nước mà trưng dụng mà. Nhưng mà bây giờ không trưng dụng khu của nhà nước ông này kia tự nhiên ông đến lấy được cả vấn đề. Còn nha, không phải tự nhiên thằng công an đến nó phá cho các ông đâu. Không có đơn, không phải có tiền cho ông đến đưa có đoàn đi làm việc đấy. Ai là người bỏ đi vì thế này. Mình nó đến nó đánh bỏ đi mẹ. Vâng, còn nó kệ các ông luôn đi mà đánh nhau. Nên là mình đối với đối nhau nó không lên để nó vâng, phạt nó phải thôi công lên để nó phạt vâng những người nữa đừng thả chồng làm mãi rồi chứ kiếm nhìn cái gì cũng đơn giản vâng nhìn cũng không ông, nhìn xa ra thì nó ba bảo ông sơn nhá đấy mà dỡ nhà đấy là để đấy tôi mượn một mét còn nhà để đấy nối về mà ra đằng sau chứ không có là lấy đéo ở với con đâu cãi nhau về giờ đấy biết nói thật nhà tôi biết nói thật hàng rất là chứng tỏ đâu có vấn